Đủ má, phải cả lìm thôi. Đủ má, xin xin kẹo. Ok, đây là do mạng lag một chút xíu. Bố mày sợ mày ạ. À thế à? À thế à? Why are you running? Bố mày rồi. No. Một pha chết nhà của Sĩ Kẹo. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Sốc Ác chính thức của Sĩ Kẹo. Sốc sĩ kẹo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng. Thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP. Lật hình trúng thưởng quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Yo, xin chào các anh em. Hôm nay chúng ta đến với chương trình 1001 pha chết nhà của Sĩ Kẹo. Sự quay trở lại của đảo quân sự. Sau những pha gáy khét vừa rồi, tôi nghĩ là tôi nên giữ một cái tinh thần nó bình tĩnh hơn. Khi mà hiện tại mạng đang rất ổn, tôi đã đổi qua 4G để chơi game. Một câu mà tôi có thể nói với anh em là ở phòng chờ các bạn đeo tai nghe, các bạn sẽ nổ cái cụ ở tai, bởi vì những cái tiếng spam xuống ở phòng chờ thật sự là rất nhức đầu. Nghiêm túc nhá. Mong rằng ôi rồi ôi, làm sao để kiếm cho mình được một cây súng xịn. Nãy anh em ví dụ kiểu đầu trận thì nói thật là kẹo, rất là thích. Ví dụ cầm tiểu liên thì bắn anh phê đấy. Đấy, bật 4G chơi ổn ngay. Mà chơi bằng wifi thì có mà mút. Có mẹ nó mua. Ui, sau có người. Ủa bố mẹ. Ôi ơi. Ủa các bạn. Easy game. Chơi iPhone thì vứt tâm đã mà. Easy. Dễ mà, có gì khó đâu. Rồi ôi. Yeah, và như vậy cực kỳ đơn giản, chúng ta có một mạng đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và thật ra thì tôi chỉ muốn khoe thôi. Anh em về bộ trang phục không, nó thì tay thì phải có lửa nhá, ngực thì phải phát sáng xanh nhá. Đấy, nó phải như thế đúng không? Nào, chả mấy khi tôi mới gáy. Hôm nay gáy tí làm sao đâu anh em. Đúng không? Chả mấy khi tôi mới gáy đúng không? Cho mày mẹ một đi. Dạo này mấy ông nhảy thung lũng đâu, mấy ông toàn nhảy tháp đồng hồ chứ. Còn cái ông mà đợi tôi chết thì có mà đến mút mồ hoa chuối mới chết đi. Đợi Sĩ Kẹo chết thì đến mút mồ hoa chuối nhá. Ok. Yo. Chẳng biết em đã đổi thay chưa. Nhưng mà tôi không hát đâu. Tôi hát dở quá. Đúng. Nào nghiêm túc. Nào. Mà trong cái mắt tôi chả hề nghiêm túc một chút nào luôn đấy. Giờ tôi lên trên cổng trời thôi. 11 Pro Max chơi phiên bản Free Fire. Cái này hiện tại mình đang mở Max đồ họa. Anh em nhìn trông có thể đã hay sướng mắt không? Nào. Đi vẩy đầu mấy thiên nhiên nữa nào. Hôm nay cố gắng full headshot nhá. Tao phải cầm cũng tội mày đấy. Mẹ ơi. Gì mà đã xác quanh đây rồi. À, có thằng nào ở đây à? Đúng không? Tôi đang rỉnh ở tôi lượm cái này mà. Đủ má nó. Tôi nghĩ là có, nhưng mà không sao cả, mình có bóng keo mà. Đi cậu. Rồi. Làm thao. Ui, đường. Bắn xuyên tường. Bố mày nhờn mày đấy à? Nhờn. Bố mày nhờn với mày đấy à? Không có bạn trai thì em buồn, mà có bạn trai thì em toàn chia tay. Ôi, chúng ta gặp fucker ở đây rồi. Em ơi. Úi dồi ôi, tại sao em đi đá con trai, những người con trai tốt bụng, những người con trai hiền lành, thật thà và điển hình, một trong số đó là anh như vậy. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Đi hẳn ra cái vùng xanh nha các ông nhá. Yeah, à, cả các bà đấy nhỉ. Đây, hôm nay tôi đi solo với công các bà đây. Xuống đây còn nào. Có thấy ai đéo đâu nhỉ. Thật sự chạy kiểu này nó hơi bị nguy hiểm một tí, nhưng mà tôi nghĩ không sao đâu, làm gì có ai đâu. Chỗ này mỗi mình tôi à, làm gì có ai đâu. Ông nào bảo tôi bốc phét. Ui dồi ôi, Sĩ ngày hôm nay chơi full hack sọc nhá, cho các bạn thấy sợ nhá. Bình tĩnh đi đủ má này. Mày nhớ tao đi à. Chạy nhanh. Why are you running? Không chạy nhanh có mà chết à.
anh thấy chú. Anh thấy chú rồi, bình tĩnh đi. Úi giời ơi, tuổi gì em ơi. Coi chừng bố nghe chưa mẹ mày. Tôi chơi game nghiêm túc là phải khác chứ không nhỉ. Nếu như các ông bảo là bốc phép bị trói mõm thì có lẽ là không đâu. Người ta chiếc miệng xinh xắn toàn nói những lời dễ nghe ngọt ngào. Các ông bảo tôi bốc phép. Con mẹ này chết cha bây giờ. Ô, có người à? Đúng á, thằng nào đu dây này. Xuống. Mày chết chắc rồi con. Ui giời ơi. Nhầm nói nhiều ông không tin. Tôi là một người con trai ngoan, người con trai tốt bụng mà đúng không? Ôi, mấy ông ấy bại bảo tôi là fuck boy ấy. Đã được, từ bé giờ đã được fuck ấy đâu mà biết. Xí kẹo trai ngoan mà. Trai ngoan hôm nay sẽ thể hiện trình độ leo rank nhá. Thật ra chả có gì cả, tôi chỉ muốn khoe điện thoại một xíu ấy. Ý điện thoại iPhone 11 Pro Max, điện thoại xịn mà chơi không hay nữa thì chắc là tôi cũng đến nước là dùng cái điện thoại này chuyên để tạt lon thì nghe có vẻ được ấy. Được không? Đấy, chơi game mà không top 1 thì lấy cái điện thoại này đem đi tạt lon thôi, chơi với trẻ em chứ còn. Ơ nhưng mà nãy giờ mình có thói quen mình bị rung đùi à? Trời ơi. Tôi không hiểu tôi bị rung đùi từ khi nào nhưng mà tôi sẽ cố gắng ngồi yên đi. Người cứ tưng ấy. Kiểu gì? Tại sao bây giờ ở đây lại không có ai? Vậy thôi, xem như nào. Nghe tiếng chân không? Mọi người nghe tiếng chân không? Có mèo ai đâu? Vãi, lúa, thật. Có mèo ai đâu nhỉ? Ố, sao nó lại như thế này? Tôi thấy ai đâu ta? Thôi kệ đi, còn chục thằng à? Yo, let's go. Kỳ lạ thay là chiếc điện thoại xịn của tôi nó không bị nóng máy. Đúng điện thoại xịn của khác. À đủ má mày. Mày đâu? Bố mày cắt đầu moi này, mày ở đâu? Mày đâu mày ra hộ cái. Tại sao mày quá sự ra hơi bị phí bông keo một xíu mà tôi nghĩ không sao đâu. Đủ má. Nó bên này à? Có thằng nào đằng sau mình không đấy? Gặp bố nào đằng sau nữa thì vãi cả hàng luôn. Như là có hay sao? Đủ má, vãi lúa thật. Có thằng nào đằng sau không vậy? Có cái đéo bao giờ luôn. Không có thì nó chỉ có ở mỗi cái nhà ở trên. Có xe. Thằng kia chạy xe gì nhỉ? Ô, xe gì nhỉ? À đây. Ngồi trên xe cũng bị ăn đạn nhá. Ngồi trên xe với anh mà hay à? Đâu rồi? Khi mà chạy mất tiêu đúng không? Phải. Ôi bạn ơi, sao bạn làm thế? Ôi bạn ơi. Các ông ở chờ đợi tôi toang á thì có phải đến mùa quýt à? Không toang làm sao được ấy. Tôi sẽ quay trở lại và lên trên cái căn nhà trên khu cổng trời ấy để tìm lại cái thằng lúc nãy nó dám cắn trộm tôi. Tôi nghĩ là trên nhà này có ấy. Rồi, ok. Chúng ta lên xem thế nào đã. Không phải à? Wow. Có phải không ta? Yeah, bên này thì có này. À, bông keo. Sao vô làm sao? Đi. Đúng mà quên chưa đổi súng. Ngáo với trưởng luôn. Ôi ôi bạn ơi. Bạn ơi, mình xin lỗi bạn nhá. Xin lỗi bạn nhá. Bạn ơi, bạn chơi như thế là à đủ mắt có thằng nào trên đây. Cái quần què. Bố mày nhờ đấy à? Chết mẹ mày rồi con ơi. Ui. Đít sai lầm mày lên. Ôi. Tôi ước rằng là giây phút đấy tôi đặt cái trái bông keo ra nhưng mà mẹ tôi chọn con. Ôi, tôi đã chọn bông khói mà. Dạ, chúng ta kết thúc rồi.